Dạ, Vũ Giang chào mấy anh ha. Hôm nay đưa lên list những chiếc Full 2 cho mấy anh tham khảo mùa dịch ha. Hiện tại thì xe này nó chưa có đăng quán lên cho dịch bệnh thảm dài, bỏ dứt bụi đấm lút băng keo chưa. Tháo nằm xí bít tâm là rồi, còn như nguyên zin hết, xe đầu nguyên zin theo xe hết trơn luôn. Cầm tì quá lớn à. Anh Hưng chỉnh ngầm tì lại nhỏ cho anh em nghe ha. Đó, ngầm tì đạt lại thấy không? Hả, lẹ lẹ ngầm tì đạt lại thấy không? Nhà máy nó không có tiếng động luôn không? Cây này đẹp luôn nè, cây này còn đẹp luôn nè. Mấy cái này hả, găm tay chứ là ok ha. Đĩa zin hay xe ốc đĩa còn zin đẹp. Máy đầu cổ là không có tiếng động ha. Còn trước nè. Còn máy em vui nghiệm nè. Nè anh, cái chiếc xe này ha. Áo zin, sơn zin, tem zin theo xe. Nó dàn lóc bạc nguyên zin theo xe còn bóng đẹp lắm. Mà xe này hiện tại nó đang bị bụi. Cái này ở ngoài trước like cái dành Gucci ha, dành Việt Nam mà ở ngoài sau vẫn còn Thái câm mà đùm mà. Cái mấy này là theo xe nước sơn zin nè, có cái phuộc này có sơn lại đầu có gớt nhưng mà rất là khéo, nhìn không biết luôn. Này là gớt đầu xế nằm không à, em nhìn không biết gớt luôn. Nước sơn lốc này là nguyên zin ha, còn mấy cái này là đóng bụi, không về đậu đóng bụi nè. Cái này còn đẹp lắm, này rửa ra đẹp dữ lắm. Vàng bạc của cặp xe đẹp nè ha. Câm ốc này là nguyên zin chứ anh nè, câm ốc này là nguyên zin nè ha. Này dành sao nè, GM Gucci dành Thái theo xe nè. Cái chữ W gần chân dòi là dành zin theo xe luôn đó, không phải dành vô nè. Câm đùm rồi nè, nước sơn này là nước sơn theo xe luôn nè, có đây chạy đang miếng với bên kia chạy miếng nè. Nước sơn này là nước sơn zin luôn ha, cản này có sơn với chợ mới đây. Cái yên là thay đi thay mướp với thay da và dịch bệnh nó kẹt ngoài chợ mới không lấy được rồi ha. Cái đế thì còn nó, mình bấm lại giống như bên đây vậy nè, mình bấm yên lại giống như bên đây này rất là êm ha. Nè bấm lại nè, bấm như thêm mướp lại im lắm. Cái đế thì còn zin chạy, nó không có bị kêu lập cập ngoài sao. Đế zin đó. Nè nguyên hình đó nè ha. Bóng lắm. Xe này rửa ra lau là bóng lắm. Vàng bạc còn đẹp lắm. Vàng bạc zin anh nhìn nè ha. Nè. Chưa gắn cần số với cái chống ngang. Nè. Nè chống dựng nước sơn zin còn luôn nè ha. Nè. Còn đẹp lắm. Nó là bóng hết nè. 59 để em quay bên kia cho anh coi. Đây là bên trên thùng thùng xăng lớn có nước sơn nè, nước sơn zin ra nè, đen mung luôn nè. Những cái nắp này nè ha, nè anh coi nè, này mình sườn nè, thì còn đẹp lắm. À, phần bên trên nè, phần bên trên kim đổi chói nè ha, bên trên kim đổi chói luôn.
mấy cái này ghim theo xe hết trơn à, không có lai tạm cái xe này, không có dọn gì chứ. Có da này theo mới, mấy cái đầu đèn này theo xe hết trơn, có chạy chỗ 2-5 tháng rồi ha. Cái này nhỏ nhỏ này bát này hết. Cách ly mấy cái đèn này mày cũng theo xe nè ha, có hai chìa khóa mới bên đây nè, bên đây cắm ốc đồ này theo xe nè, mấy cắm ốc này, cắm ốc nó còn đẹp nè ha, cắm này cũng còn đẹp nè. Đó, bên đây có chày nè, đây có chày, này có chày ha. Cái này bát ra dán keo lại là tuyệt. Cho này chạy tem miếng, có thể thay miếng tem này là hết nè, thay tiếng tem lẻ này khắc phục lại. Nước lốc còn đẹp mà bóng hới luôn nè à. Nước sơn zin đó, bình xăng con zin còn sáng nè, bình xăng con F2 còn sáng lắm ha, không có đổ mồ hôi luôn, bình sườn còn sáng. Có cái bô nó bị lỗi đây ha, thì xe này ông bán 17 năm là cái bô này, nếu đổi cái bô nghĩa địa khác á, bô của hai mua bô nghĩa địa để vô thì là 18 triệu ha. Thông thường của hai nó sẽ bị muối cái má đầm này, nhưng mà cái má đầm này xe này nó chưa có bị muối luôn nè, nước sơn zin á, đầm gấp nào nước sơn còn đi nè, còn sáng nè, như chỗ này nó bị bể chỗ này nè. Chỗ này mình tháo ra cho người ta hàng bên trong lại, người ta sơn lại nhẹ là hết chỗ này. Áo zin, nước sơn zin nó còn xanh vàng ha. Như bị cái ổ khóa mới luôn anh, ổ khóa mới với hai chìa mới là theo cái ổ á. Rồi đậu hôm dài mà cũng nổ luôn ha. Cái bình này được à. Còn máy giữa còn hết nha anh, chỉ tháo đầu ra xấy bít tông không ha. Bỏ hở máy còn ghi luôn á. Để cho nó qua lên nhớt chút đi, qua xăng chút đi. Mấy cái dần chân này còn đẹp nha. Tại vì đóng đất bụi hết giờ đậu không lúc bằng keo. Xe này dần bạc mà gửi ra còn đẹp lắm. Cái cây này nè. Tiếp chân anh nhìn trắng phao không? Mình sườn gì là đạt rồi đó, mấy ốc lóc nè, ốc lóc mấy ốc còn sáng nha, không có đen ui ha, đạt giờ đạt đó, cột theo xe luôn nè, nồi zin còn trả nha anh đó. Này chưa bắt qua ga vô, nó chưa cứng chỗ này nè, như con ốc này nó chưa có bắt vô nè. Cái này gặp em mua về cái em sơn nhẹ phủ mấy cái này lại xương xương, đem lại thợ hà thợ sơn đã xịt nhẹ lại mấy cái rồi. Cái dạng áo không quan trọng đâu, áo kia nó sơn kia còn đẹp mà đổi gì cũng được. Vậy đó, bắt cái yên lại là nhìn cái hình nó liền liền ha. Hình số đây thùng xăng này đẹp hơn thùng xăng kia anh em, nắp xăng này cũng đẹp hơn, trường cũng đẹp hơn. Rồi vậy đó anh ơi, coi được thì đặt cọc bánh qua dịch thì lấy xe.